Sao anh lại xem điện thoại của em? Tại vì em lạ lắm. Em thường xuyên nhắn tin với anh. Em nhắn tin với bạn thôi, có gì đâu. Hôm nay đồng nghiệp em bảo thì em đi với một người đàn ông. Chỉ là bạn bè xã giao thôi. Anh bỏ ngay cái kiểu ghen tuông rồi ghen bóng ghen gió như thế đi. Với lại em nghĩ anh cũng nên xem lại những mối quan hệ của mình. Bạn bè kiểu gì toàn thích đi đốt nhà người khác. Này, dạo này em có gì vui mà cứ tủng tàng tủng tỉnh ấy. Anh đi làm về rồi à? Về mà chẳng lên tiếng, em chẳng biết luôn ấy. Anh về từ nãy rồi, mà em cứ nhìn vào điện thoại, có để ý gì đến anh đâu. Bữa này, ngày mai anh phải đi công tác, chắc cả tuần mới về. Em lên chuẩn bị cho anh ít quần áo nhé. Chồng phải đi công tác ạ? Buồn thế. Thôi, để em lên chuẩn bị đồ cho anh nhá. Để em. Đấy, thế. Mà này, Lão Huy nhà em đâu? Sao hôm nay em có thời gian ở bên anh đến đây? Lão Huy nhà em đi công tác anh ạ? Chắc là phải mấy ngày nữa mới về. Để hôm nay cái này của anh nhé. Điện thoại của em ạ. Alo. Chị bảo sao ạ? Chồng em bị tai nạn à? Vâng. Vâng, em đến luôn bây giờ ạ. Sao thế? Bệnh viện gọi đến. Lão Huy bị tai nạn. Em phải đến bệnh viện xem cháu thế nào bây giờ. Mất cỡ. Chán thế không biết. Đang yên đang lành tự dưng lại bị tai nạn. Tôi phải hầu hạ như thế này đấy. Chồng, thằng chồng của em có chán thế không chứ? Nó thế nào thế? Để anh xem, bác sĩ nói rằng bị chấn thương sọ não, có khi phải nằm liệt cả đời. Thế tốt quá rồi còn gì nữa, tất cả tài sản của nó. Đúng rồi đấy, mẹ cũng nghĩ ra. Từ bây giờ chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau. Mày hay lắm. Ok. Anh Huy. Anh. Mày. Anh. Mày mong tao bị thương lắm đúng không? Anh Huy. Anh có bị sao thật ạ? Tôi có bị sao chứ? Đầu tôi mọc đầy rừng rồi đây này. Đúng là tao bị tai nạn, nhưng chỉ bị nhẹ thôi. Nếu không có thằng bạn tao trong bệnh viện giúp đỡ để dựng lên bản bi kịch này, làm sao có thể thấy được bộ mặt của hai đứa chúng mày? Huy ơi, từ từ mình nghe. Mày đi! Anh làm trò gì vậy? Làm trò gì à? Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Tại sao cô lại dám? Cô lại dám gian díu với đàn bạn của tôi trên chiếc giường này, lại trong chính căn nhà của tôi chứ? Là bởi vì tôi chán anh lắm rồi. Tôi chán cái cuộc sống này lắm rồi. Ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục với anh nữa. Ly hôn này. Người nói cô đấy ở đây phải là tôi mới đúng. Cô nói xem, tôi đối xử với cô có gì không tốt mà cô kia cô chán rồi cô đi ngoại tình, mà lại là còn chính thằng bạn thân của tôi nữa chứ. Anh Kiên ấy, anh ấy là người dành cho tôi rất là nhiều thời gian và làm cho tôi được sung sướng thỏa mãn. Ở bên anh tôi không thể nào có được sự thoải mái giống như ở bên anh ấy. Nên là anh hãy giải thoát cho tôi đi. Ngày xưa em hiền lành giản dị, tại sao bây giờ em lại... Hiền lành, giản dị. Tôi chán cái cuộc sống này lắm rồi. Anh Kiên ấy, anh ấy làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ. Tôi sống một cuộc sống có ý nghĩa. Còn anh, ngoài cái việc đai lưng ra đi làm, anh làm được gì nữa? Anh làm được gì cho tôi hả? Em nói anh đai lưng ra đi làm. Thế còn anh, anh không vì em, không vì cái gia đình này thì việc gì em phải như thế à? Rồi cuối cùng anh nhận được gì?
Anh chỉ muốn cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp thôi. Em có hiểu không? Còn mày nữa, tại sao ngay cả mày là thằng bạn thân của tao mà cứ đối xử với tao như thế hả? Chuyện của vợ chồng mày tao không quan tâm. Mày không giữ được vợ mày thì thôi, sao lại trách tao hả? Được rồi, thế bây giờ em muốn như nào? Tôi nói rồi còn gì, anh nghe không hiểu à? Tôi nói rằng chúng ta ly hôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Em chắc chưa? Tôi rất chắc. Mày nghe cô ấy nói chưa? Tốt nhất ấy, ly hôn. Được, ly hôn thì ly hôn. Còn bây giờ hai đứa chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Và bây giờ tao không muốn thấy đến mặt hai đứa chúng mày thêm một giây, một phút nào nữa. Đi thôi. Anh, em đã bỏ chồng vì anh rồi đấy. Từ bây giờ nhá, anh nhớ phải đối xử tốt với em nhé. Ừ, anh biết rồi. Đối xử tốt mà. Anh. Sao em lại đây? Anh chở em đi nước ngoài 2 tháng nữa mới về. Cậu không ở đây để anh biến tôi thành con tuần lộc à? Không phải như thế đâu, em nghe anh giải thích đó. Thích à? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để quay lại. Anh bỏ cô ta đi. Em nói thật hả? Đương nhiên rồi. Không, anh. Cô bị điên à? Nghĩ gì khi tôi về chung sống với cô hả? Này, để tôi nói cho cô biết nhé. Tôi qua lại với cô ấy chỉ để biết cảm giác hưởng thụ với vợ bạn nó như thế nào thôi, chứ tôi đâu có hứa hẹn gì với cô đâu. Tôi không có bị thần kinh chỉ lấy một loại đàn bà lăng nhăng lăng loàn về làm vợ như cô đâu nhá. Tôi ấy chỉ có vợ tôi mà thôi. Anh đừng bỏ em mà. Cút. Em xin anh đấy. Cút đi. Anh. Cút. Cô mà còn lằng nhằng nữa nhá, tôi tát cho cô vỡ mồm đấy. Cút. Anh được lắm. Vợ ơi, anh cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi đấy. Vợ cho anh một cơ hội nhá. Anh biết anh sai rồi. Từ giờ ấy, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu nhá. Anh có biết là bây giờ trông anh như một thằng hề không? Anh nghĩ cái gì mà tôi lại quay lại với anh nhá? Một người đàn ông tệ và lăng nhăng. Trời, nghĩ đến thôi là tôi đã thấy buồn nôn lắm rồi. Cô được lắm. Này, cho nó biết thế nào lễ hội đi. Anh ơi, tha cho.